Thưa quý vị, năm 2024, Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn Bộ binh 738, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An tiếp nhận huấn luyện 550 chiến sĩ mới. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, những ngày nay, các tân binh đã chính thức bước vào đường đua huấn luyện. Trên thao trường, binh nhì Phan Văn Khanh cùng đồng đội đang khăng khăng huấn luyện. Ngắm bia chỉ đỏ là một trong những nội dung quan trọng đầu tiên để Khanh và đồng đội thực hành huấn luyện chuyên sâu bài 1 súng tiểu liên AK. Tôi và đồng đội tôi bước vào đây tầm khoảng 2 tuần. Bài học đầu tiên trên thao trường của chúng tôi là ngắm bia trên chỉ đỏ. Lúc đầu tôi luyện tập hơi bỡ ngỡ, nhưng dần dần chăm chỉ, tôi đã dần quen và thích nghi. Quá trình luyện tập kỹ thuật súng bộ binh, đặc biệt bài 1 AK này phải xác định được điểm ngắm đúng. Thì trong quá trình để xác định được điểm đúng thì ta tập luyện tập bia chỉ đỏ. Đối với chiến sĩ mới, việc phân biệt cấp bậc chức vụ phiên hiệu các đơn vị trong quân đội vẫn còn là điều khá mới mẻ. Vì vậy, chỉ huy đơn vị đã nhanh chóng cập nhật những kiến thức cơ bản về cơ cấu tổ chức quân đội và cách nhận biết để tiện cho chiến sĩ mới tìm hiểu. Này em biết được là các cấp bậc chiến sĩ, đội ngũ cán bộ và các quân chủng quân đội nhân dân Việt Nam và biết cách xưng hô chào hỏi theo đúng điều lệnh của quân đội. 10 lời thề danh dự của quân nhân là điều tâm nguyện thiêng liêng, thể hiện phẩm giá của quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam trước Tổ quốc, trước nhân dân, thể hiện bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam. Chính vì vậy, mỗi chiến sĩ phải khắc cốt ghi tâm 10 lời thề danh dự để luôn tự hào về truyền thống vẻ vang của quân đội, trở thành kim chỉ nam cho mọi hành động. 10 lời thề của quân nhân Việt Nam thể hiện sự hùng hồn, sự thiêng liêng, giúp cho các chiến sĩ nâng cao tinh thần yêu nước và lòng tự hào về truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam. Từ đó, bản thân muốn đóng góp một phần sức lực nhỏ cho đơn vị, cho quân đội ta. Phía trước vẫn còn chặng đường dài đầy thử thách để chiến sĩ mới vượt qua, nhưng tin chắc rằng giới quân đội, một trường học lớn, sẽ tôi luyện cho các chiến sĩ ý chí bản lĩnh chinh phục những khó khăn để trưởng thành trong cuộc sống.